Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News. Và trước khi bắt đầu vào tin tức của ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Duy Nến, YouTuber nổi lên như một hiện tượng sau những video review gây ra rất nhiều tranh cãi dữ dội bởi nội dung có phần nhảm nhí, khó hiểu, thậm chí là gây hại cho người xem, đặc biệt là lứa tuổi trẻ em. Mới đây thì anh lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng phải dậy sóng khi đăng tải một đoạn video clip làm ảo thuật rất dễ gây hiểu lầm và nguy hiểm. YouTuber Duy Nến mới đây đã tiếp tục phải nhận về vô vàn chỉ trích sau khi đăng tải đoạn clip làm ảo thuật biến hình với đạo cụ là cây bút chì có đầu nhọn. Cụ thể, sau khi đưa cây bút hướng thẳng vào phần giữa hai chân mày, Duy Nến mắt mở to nhìn thẳng vào cây bút rồi đẩy từ từ và chiếc bút chì bất ngờ biến mất. Màn ảo thuật không mấy đặc sắc nhưng lại gây ra phản ứng dữ dội trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ bởi trẻ em rất có thể sẽ học theo. Kênh YouTube của Duy Nến có hàng triệu lượt đăng ký, chưa kể YouTuber này cũng dần lấn sang cả mạng xã hội TikTok. Điều này càng khiến những đoạn video clip với nội dung khó hiểu như vậy được lan truyền và chia sẻ rộng rãi hơn. Ngay lập tức thì rất nhiều những bình luận ném đá đã được để lại ở dưới đoạn video clip cho rằng như vậy là không hài hước, không có tính giáo dục và không hiểu mục đích để làm gì. Trước đó thì YouTuber Duy Nến được chú ý khi làm các clip review ẩm thực, tuy nhiên không biết vô tình hay cố ý mà trong các clip này luôn có rất nhiều lỗ hổng kiến thức lẫn cách dùng từ. Dù vậy thì các clip tổng hợp những màn chơi chữ của Duy Nến lại liên tục đạt ngưỡng hàng triệu view trên các trang mạng xã hội. Cách đây không lâu thì YouTuber Duy Nến cũng từng bị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính là 12,5 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về trang thông tin điện tử đưa thông tin sai sự thật. Cụ thể khi đó trong clip Hà Nội phố thông thoáng trong ngày đầu phong tỏa, Duy Nến đã đăng tải thông tin sai khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào trước video này của YouTuber Duy Nến? Hãy để lại comment ở dưới cho S News cùng được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.